đừng có để người ta nghe tin ê Minh Tuấn Dũng đi thi hoa hậu đó là dọn muộn. Trước khi mình tung cái tin đó ra là mình đã dọn rồi. Mình dọn sạch sẽ rồi, mình cho ba muốn bạn bè của mình mà thuộc LGBT mà mấy bà mà cái ngữ bích chị á, bả đi vô bả soi cho mình đi rảo qua một vòng mà mình ok rồi mình hãy đăng ký đi thi. Hãy bấm đăng ký để xem những chương trình mới nhất của Dawson on the go.